Này cách đây cũng mấy chục năm, thời cơ chuyển biến khắp nơi, ma thu nói tiếp tan đời lũ hung, trời âu quỷ đỏ cáo chung. Đó là nói gì nghe sơ, trời âu quỷ đỏ cáo chung, trời nam thập vũ cuồng phong đổ vào, tức là phía nước Việt á, là trời nam thập vũ cuồng phong đổ vào. Phen này bọn khỉ lao đao, hết thời ban bóng núp vào đảng kia. Phen này những kẻ si mê si, phen này những kẻ mê si bừng cơn tỉnh dậy tàn đi thế cờ. Thế là những người mà 2 năm nay không hiểu chuyện nói là gì, chuyện nói bằng tiếng Việt nè. Thế là lúc đầu tiếng Việt thì không có rành, hôm nay nhờ lên mạng 2 năm nay tiếng Việt cũng rành, với tập karaoke mấy tháng nay cũng rành tiếng Việt một chút, chứ hồi xưa kia không có giỏi mấy, thì cũng dư sức hiểu đúng không? Fan này những kẻ mê si là mê danh, là mê mê chức vụ, là mê tiền, là mê gái, là đó là fan này những kẻ mê si bừng cơn tỉnh dậy tàn đi thế cờ. Mai đây nó lại dần thơ nhấp cho cạn chén, cạn lời quỳnh tương, thành tâm đốt lại nén hương, thánh thần chứng giám muôn đường còn ta. Mai đây chạy hội trà hoa, mai đây chạy hội trà hoa nghĩa là giống như hội Long Hoa vậy, nhưng mà mình ở ngoài, những người không phải là trong đạo Cao Đài hay Hoàn Hảo hay miền Tây hay miền Nam đó, không có hiểu. Mình nói như đại hội anh hùng của thế giới, những nhân tài về nước Việt xin việc làm, apply job, chức này chức kia. Thí dụ như cái thằng mà nó học xong đại học đây á, cái chức giỏm nhất của nó, cho nó làm ông xã trưởng đi thì cũng cũng là ngon hơn, hoặc là một ông công an trong Sài Gòn sau này á, một thằng vừa học trung học đi cũng đại khái là cũng làm đi cái xã hội bớt đi có sự. Hôm nay nhìn thấy YouTube toàn thấy dân đánh công an quá trời, biết sao kỳ á, ngược ở Mỹ này vô dám đụng cái là còng liền á. Ở Việt Nam á, thấy có cái YouTube 5 ông công an bị thằng kia rượt chạy vòng vòng mà cứ dí dí vậy, giống như dí gà mà mở cái chạy nó rượt cái mấy ông công an chạy, nhìn thấy cũng quê luôn á. 5 người bắt không được người. Mai đây chạy hội trà hoa, độ dân giúp nước, mọi nhà yên vui. Đó, đó là anh hùng thế giới gom về để độ dân giúp nước, mọi nhà yên vui. Mai đây hết ngược hết xuôi, thuận buồm yên gió, đò tôi kính người. Mai đây đón lại xuân vui. Xuân nghĩa là thường mấy vị nói á, chiến tranh thường nó sẽ xảy ra mùa thu, rồi tới mùa xuân là mùa xuân di lạc. Thì là đây nè, bữa nay là cuối mùa hè rồi phải không, sắp cuối mùa hè, bữa nay ngày 22 tháng 7 là sắp qua mùa hè, xuân hạ thu đó. Thu thu là có đảng Cộng Hòa cũng vừa lên, đảng Cộng Hòa lên là xong luôn, finalize với Trung Cộng luôn, có nghĩa là thiên hạ thủ di cường luôn đó. Cho nên mình còn có mấy tháng nữa ráng nghe quý vị, bữa giờ mình chịu khổ cũng mấy năm rồi thì cũng ráng luôn á. Ngồi ở bên Mỹ mà nằm trên cái võng mà cứ nhớ sư phụ, nhớ đức thầy, chờ đức thầy xuất hiện. Đức thầy không xuất hiện cái nước Việt của mình á, nó cứ chết không chết, sống không sống, xìu xìu ở nển vậy đó. Ở bển cũng quán khấn cho sư phụ xuất hiện á, thì cũng khấn. Mai đây đó lại xuân vui, các thuyền diễn xứ nổi trôi tìm về. Nghĩa là mấy vị lúc nào cũng nói khắp thế giới 6 triệu người Việt đi tị nạn khắp thế giới từ trước 75 và cho tới thời hôm nay. Con cháu cha luôn cũng tính chung luôn là 6 triệu là tất cả là tìm về, là các thuyền viễn xứ nổi trôi tìm về. Mai đây rượu sạch u mê, tức là những cái mà hôm nay mình lên là giống như vừa mới xử ngày hôm qua của thầy Nhật Từ với ông Bồng Lai vậy đó, là ma diệt ma, quỷ diệt quỷ, Phật không có diệt ai hết, mà hôm nay quý vị thấy không?
những gì trong kinh thơ và sấm cơ quý vị nói không bao giờ sai. Thời đại này ma diệt ma, quỷ diệt quỷ, rồi lúc đó Phật mới xuất hiện, chứ Phật đâu có diệt ai để tạo nghiệp đâu. Mai đây rượu sạch u mê, hết kỳ phát nạn gia thê trùng phùng. Nghĩa là lúc đó Việt Nam mình á, là cái nghiệp mình trả hết nghiệp rồi, thì lúc đó bắt đầu nước của mình từ đó nó mới đi lên, đi lên một cách rất là cực kỳ lẹ. Tại vì lúc đó là nước Việt á, những cái người trong lãnh đạo mới, người ta còn là những Phật thánh tiên không à, cho nên không có cái chuyện mà lường gạt ai hay là ai có thể lường gạt họ được. Đó là trong tương lai gì Phật thánh tiên sẽ điều khiển cả nước Việt. Nói kìa, sách giỏ cho sư phụ thôi nghe quý vị, sách giỏ cho Phật Di Lạc tương lai thôi, đứng gần Phật Di Lạc nó cũng hưởng sáng một chút. Hết kỳ pháp nạn gia thơi trùng hùng, giữ cho hiếu đạo thủy chung, giảm thù tiếp bạn trăm lòng nở hoa. Tòa sen tỏa ánh Phật mà, có ta dưới bệ chiếu xa độ trì. Nghĩa là sau này nước Việt toàn là Phật thánh tiên không, người nào cũng có thần thông hết. Thần thông nghĩa là cái gì? Kỳ cũng có, nhưng mà những người có rất là hiếm, khoảng chừng mấy nghìn người mới có một người, mà tùy theo loại thần thông. Nó thì giống như chị thường nói, chị có 7 dòng hầu an ngay đến gần chị trị bệnh được á, và đồng thời chị có 4 mong rồng, không phải là 4, nhiều lắm, bảo hộ cho kịp, và 18 vị a la hán. Chứ nếu không á, hoàng đâu có lên đây ngồi chót chót được chú vị. Mấy vị mà không gia hộ á, mình không sống nổi với cái thế gian này đâu, ghê lắm. Tòa sen tỏa ánh Phật bà, có ta dưới bệ chiếu xa độ trì. Chim hiền tỏ cánh bay đi, hợp đoàn tìm ánh từ bi quay quần. Nghĩa là tất cả những người sau này dầu cho không biết đạo, khi Phật Di Lạc xuất hiện đó, thì cũng sẽ biết. Nhớ, hợp đoàn tìm ánh từ bi quay quần, nhân tài xuất hiện khắp cùng. Là cả kỹ sư, bác sĩ, nhà khoa học, tất cả gom về nước Việt hết. Lúc đó mình chế một cái loại spaceship không? Như là chiếc đĩa bay vậy đó, bay không gian. Thì lúc đó máy bay F-35 rồi mấy của Mỹ đồ là thua mình xa. Nhân tài xuất hiện khắp cùng, minh quân tỏ rạng vui chung nước nhà. Này có minh quân nữa ha, minh quân tỏ rạng vô chung nước nhà. Minh quân á bây giờ nhiều quá, mình cũng không biết ai là minh quân để mà mình quỳ mình lại nữa. Ở miền Nam có ly thì có ông Trần Quang Đại, ông xưng ông là minh quân. Rồi ở bên Việt Nam thì có khoảng 5-10 người theo được biết vậy, nhiều lắm. Cho nên ai giả ai thiệt mình cũng không biết, nhưng mà phải có một ông minh quân tỏ rạng vô chung nước nhà. Thiên cơ khó lậu quá xa, dựng tâm tin tưởng lời ta phán truyền. Đó là một lời của một vị rất là cao ở trên trời, viết cho Kiệt khoảng năm cách đây gần 40 năm. Đọc tiếp, đọc ba bài.